Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video để sốt cho anh em thợ là hai cặp loa toàn giải. Hôm nay nhà Tùng Nguyễn đi dòng 30 và dòng 25 rất là nhiều. Thì hôm nay Tùng Nguyễn bỏ hai cặp ra để làm video và để cho anh em tham khảo lại cái mẫu loa bát này. Trước màn hình đây là hai đôi bát nha. Hai đôi bát 25 toàn giải này giá của nó rất là bèo luôn. Với giá 750.000 một đôi. Từ 126 côn 51 xương sắt và gân vả. Dòng này là dòng da giải lời. Tại sao lại gọi là loa toàn giải? Và bây giờ em đi vào chi tiết để giới thiệu và để cho các bác hiểu về loa toàn giải. Loa toàn giải này các bác có thể là đi làm đám hiếu, hát văn, rồi các bác các bộ dàn karaoke của mình, lời ca của nó kém, anh em có thể dùng loa toàn giải là tăng lời. Còn đâu tăng lời thì anh em có thể là nhà mình có thu tầm 1 cho đến 2 đôi, 2 cho đến 3 đôi loa. Đấy. Ví dụ anh em mà đang bí lời quá thì anh em trong cái bộ dàn nhà mình có độ 2 đôi loa thì anh em có một đôi loa thì anh em có thể thay một đôi bát này. Và bình thường mà anh em chỉ có một đôi thôi thì nó chỉ ra nhiều lời thôi. Còn đánh 2 đôi thì nó hỗ trợ cả trống nữa thì nó sẽ hát rất là nhẹ và giải lời rất tốt. Đây là một chiếc loa toàn giải từ 126 côn 51. Bức thép của nó là màu thép trắng. Cặp bát này có cái giá rất là bình dân. Xương sắt nhá. Đấy, loa này nó là loa công suất đẩy. Anh em dùng đẩy cũng đánh được nhưng mình cứ đánh vừa với công suất của loa thôi. Chứ còn đâu đã là cái thằng nặng ký mà cứ đẩy cái thằng nhẹ ký mà đồ điện tử mà đánh không giữ thì cái gì nó chả cháy đúng không các bác? Côn 51 nhện bã trầu màng giấy. Dòng này là dùng chạm cài các bác nhé. Bên to đây là dương, bên nhỏ đây là âm. Kể cả loa này anh em dùng vào loa B1B cũng được. Nếu mà nhà mình có hai đôi thì nay thay vào sẽ giải lời ra rất là nhẹ. Tại sao nó gọi là loa toàn giải? Loa bình thường công suất rất nhẹ nhưng người ta lại nằm dùng gân vải đúng không ạ? Mà cái mũ lón của nó thì lại không giống cái lón bình thường như anh em đang sử dụng. Cái lón này nó giống như cái phễu này. Đấy. Nó giống như cái loa phóng thanh. Và gân vải thì màng giấy. Lón của nó cũng là giấy. Và khi con này cho ra giải tiếng thì nó sẽ ra 3 giải. Khi các bác đánh thì có thể là đánh trực tiếp qua đây. Nếu bình thường anh em chỉ dùng một cặp bát này không thì chỉ đánh trực tiếp thôi. Không cần phải qua phân tần. Vì nó là loa toàn giải rồi. Nó là hệ loa như kiểu line là đồng trục. Anh em cứ đánh đúng công suất của loa thì rất là bền loa. Nếu bình thường mà anh em chỉ chơi một cặp bát này thì chỉ cần đấu trực tiếp vào. Còn nếu mà anh em đánh qua mấy đường tiếng thì anh em cứ có phân tần rồi thì cứ đấu qua phân tần cũng được. Này, con này nó rất là dễ chơi. Nhiều anh em vẫn đánh qua cả thùng ván hở. Là đánh giả thùng taloi. Còn đây là loa chất lượng bình dân thôi. Đấy, rất là dễ chơi. Khi cái giải này nó hát ra thì đã có nhiều video, cực nhiều video test rồi. Anh em nào muốn nghe video test mà chưa được nghe cái chất âm của loa này bao giờ thì có thể vào Zalo em sẽ gửi video test cho anh em. Dòng này khi nó ca sĩ hát ra thì nó sẽ ra giải bát. Bình thường anh em test ở ngoài thì nó chỉ ra giải lời là nhiều. Nhưng khi anh em lắp lên thùng thì nó sẽ ra cả 3 giải rất là đều nhau. Nó sẽ ra vào giải bát và giải chung và giải tép. Đấy. Cùng ra một cái giải này. Bình thường loa bát nó chỉ có ra bát thôi. Bùm 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 thôi. Đấy, con nào mà loa nó thanh tiếng thì nó có thể lên được một tí tép thôi. Nhưng con này ra cả 3 giải đều nhau khi anh em lên thùng. Đấy. Không thiên về một giải nào. Bát chung tép đều nhau. Đấy, cặp bát này có quá giá quá bình dân. Và hôm nay em xuất cho một bác khách là hai đôi. Và trong đó xuất cho anh em thợ là một đôi bát 30 và một đôi bát 25. Thì một đôi bát 30 và một đôi bát 25 thì anh em có thể qua kênh loa rời Tùng Nguyễn. Còn kênh Tùng Nguyễn Audio sẽ làm video cặp bát 2 và cặp bát toàn giải này. Để cho anh em có nhu cầu về dòng bát 25 toàn giải. Và hôm nay bên em xin chào và tạm biệt tất cả các bác. Các bác nhớ like và chia sẻ và comment cho em ý kiến. Đấy, góp ý và xây dựng kênh của loa rời kênh Tùng Nguyễn. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.